Chào các bạn nha. Mình xin báo cho các bạn tin vui là cái con bơ xanh của mình á nó đã lột xác xong rồi nha. Lần này nó lột khá là ok. Đây đã là lần lột xác thứ 5 của nó ở trong nhà mình rồi. Nó về nhà mình vào tháng 3 năm 2022. Bây giờ là tháng 3 năm 2023, là tròn 1 năm rồi đúng không các bạn? Theo mình thấy thì trong 1 năm mà nó lột tới 5 lần như vậy là quá nhiều. Có thể là vì nó bị rụng chân đó các bạn. Nó rụng xong thì nó phải lột lại để nó sửa, và nó cứ sửa miết như vậy đó. Cái lần này á, lột xong thì nó dạng hơn rất là nhiều. Mấy lần trước lột xong thì khi mình bắt nó ra khỏi hồ á, là nó sẽ rụt đầu vào trong vỏ, trốn rất là lâu. Còn bây giờ bắt ra chỉ cần chờ khoảng 15 giây là nó sẽ lú cái đầu nó ra thôi. Màu mè của nó ổn hết tất cả các chỗ luôn. Nói thật với các bạn chứ hả, lần này á, nó lột xong á, mình nhìn cái màu của nó là mình mê, rất là mê luôn các bạn. Nó xanh xanh lè luôn các bạn, mình rất là thích những cái thứ mà màu xanh dương đậm như vậy. Đôi râu thì quá ư là hoàn hảo, cong vút luôn, mượt mượt luôn. Chỉ còn duy nhất phần da đầu á là nó còn nhợt nhạt với chưa có đậm màu thôi. Mình nghi ngờ là trong vòng 2 tháng nữa nó sẽ lại lột tiếp đó các bạn, mà mình nghi ngờ thôi chứ mình đâu có dám chắc được điều gì. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hình ảnh của nó trước và sau cái lần lột thứ 5 này nha. Đây nha, cán này là cán của con bơ xanh nha các bạn, con lớn á. Ra nha, đây các bạn, đây là cái phần mà con bơ xanh nó chừa lại nè, chỉ có 2 miếng nhỏ xíu thôi.
cái đầu ngón chân và một cái mảnh gì đây nè, mảnh vỏ nè. Công nhận là lần này nó ăn rất là kỹ luôn các bạn. Khi mà nó vừa chui lên á thì mình cũng đoán là nó ăn gần hết xác cũ rồi. Vì lần này nó lột tới 32 ngày. Từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 là lâu nhất trong số 5 lần lột của nó luôn. Vì nó ăn xác cũ nó chỉ chừa lại khá là ít. Cho nên là mình chấm điểm lột xác của nó lần này là 99% nha các bạn. Biết tin này rồi thì các bạn vui chưa? Mình thì rất là vui luôn đó. Rồi thôi, bye bye các bạn nha.